Rồi chào buổi sáng ngày 12 tháng 7 2023 anh em cô chú ơi. Có con Alpha 204 gì nè, 204 05, chắc 04 quá anh em, không gần nó mấy. Nó dốt dốt anh em cô chú. Xe này do nó không có duyên anh em ơi, cửa hàng người ta dọn người ta để chưng bán. Bán hoài không được. Giờ đem rã xác cho nó banh xác cho rồi chụp hình cho nó banh xác luôn anh em ơi. Giờ nhìn thì thấy tổng thể vậy. Nhìn cũng khá có duyên anh em cô chú, nhưng mà cho xe dọn anh em cô chú nghiên cứu cân nhắc cho kỹ chứ. Chứ để nhiều mỗi người một quan điểm mà đâm ra nó khó khăn, nó gây mâu thuẫn với nhau, nó ta căng thẳng, nó leo thang, mất công mệt đó anh em. Chúc anh em cô chú luôn luôn may mắn, luôn luôn sức khỏe dồi dào anh em cô chú. Vô chi tiết cái là cái ghi đông cụm này cũng full chức năng anh em. Gù bao tay mới hãng căng, gù đẹp, sát sao anh em. Luôn cả tay thắng dính đi luôn, vậy luôn ha. Bán cho anh em là nút mấy cái nút này zin hết ha. Rồi pha cốt nó luôn coi. Pha cốt đầy đủ anh em ơi. Ngon lành cành đào. Bán anh em 600. Cái đồng hồ này đồng hồ zin đẹp nhưng mà người ta có thay kim rồi. Để hiện giờ nó không nhảy, để tháo là test lại mới báo giá sao anh em. Bộ áo này nhìn tổng thể khá đẹp. Nói chung là có anh em mới mua cái máy ở Vũng Tàu. Kiếm bộ áo, coi bộ áo này được chốt em tay. Áo này nói chung là người ta có bắn tỉa, tuốt, có sơn. Có chắc thế nào nếu sơn, thế nào cũng có hàng giá mấy cái bẩn làm gì khỏi anh em. Nhưng mà ở bên trong thấy khá liền lạc anh em. Thấy không? Có hàng giá làm gì khỏi anh. Nhưng mà nước sơn đồ, móc miết đồ ta gia cố lại hết. Nhìn cũng khá mướt rồi nè. Anh em nào lấy bộ áo này 1,5 triệu bán cho anh em 1,4 triệu là không đen. Bớt anh em tâm ngàn tiền ship. Ngày lắm, bỏ về rồi ngay thẳng tưng luôn nè. Em có bánh cả ngày. Không đèn anh em. Còn anh em nào có đèn mới này, đèn mới hãng 300 mấy 1,000. Anh em nào lấy đèn trước đèn sau luôn thì 1,8 triệu thì 400 nữa nè. Bộ ba món này là hộp bình lường nước với cái che này luôn là 150 ngàn anh em. Còn anh em nào lấy full áo luôn tặng luôn bán 100 ngàn nữa thôi. Chung bộ áo này có tút tác họ làm gia cố lại mới căng đã anh em ơi. Mua về khỏi sơn anh em cô chú. Quá bóng rồi nè, mới sơn thì móc miết rồi họ gia cố hết rồi anh em cô chú, không có bể đâu. Mấy cái gót bửng đồ làm mới hết dễ gì. 1,000,000 cái này là tiền ship anh em tự tả nha. 1,4 triệu cho dàn áo không đèn, nếu có đèn luôn 1,8 triệu. Ghi đông thì 600 anh em cô chú. Xe này giá nó hơi mềm á anh em, bán mua hơi mềm, bán hơi mềm cho anh em cô chú. Cái cặp hột trước căng nè, nhúng ngon à. Chạy thử đá lắm. Trời ơi mà không có xì. Khô queo nè. Bán anh em cặp này nước sơn dút dốt vậy, anh em cài bừa đã đời ông địa luôn. 450 ngàn anh em, dịp mai hiếm có anh em cô chú, mua đại đi chứ 11 kiếm mấy cái phụ căng gì khó lắm, mấy cái phụ dẹp mà hai gân rồi nè. Ôi rồi cái trắng ba đã anh em, ba nước sơn zin còn lăng linh luôn. 350 ngàn cho cái trắng ba anh em cô chú. Cặp bánh này nước sơn đùm có phớt phớt, có phớt phớt tút tút nhưng bộ cam hãng mới đẹp. Cam là cam rút lợi với dễ gì ghê nữa nè. Niền thì niền Goshi. Niền trước là RV anh em. 1.2 nè anh em, vô Super Rim với Rim Thái rồi nè anh em. Chà dòng gió quá anh em ơi. Có quanh quanh vậy anh em về rút cam chỉnh sửa lại. Nhưng mà niền này niền làm chứ niền mới hãng luôn hay sao đó nè, Goshi nè anh em. Không có một cái dấu nào mục mọt hết. Đã quá anh em. Cái này có phớt phớt. Nhưng bán anh em hữu nghị chơi. Đầm với cốt, với canh, với cùi dĩa luôn. Ốc bán về hết luôn. 1,250,000. 1,3 triệu bớt cho 50 tiền ship anh em. Cốt, canh, cùi dĩa đầy đủ luôn. Vỏ inu luôn. Cầm này, cái niền thì khỏi chê. Cầm dốt dốt.
nhưng mà không có xét. Cam này cam hãng mới, họ bắt mới đẹp lắm nè, bát thắng xanh xanh trắng chứ không phải xanh lè, khá giúp dốt anh em cô chú. Ôi, trời, tiếp ra cái giò đạp cần số, anh em cần số hơi yếu, giò đạp còn đẹp, bán anh em 300. Hơi qua bản coi cần số em. Số đẹp lắm anh em, nó đẹp dưới này dữ lắm, nhưng mà nó hơi mọn cao su này, miếng nám nám ở đầu. Bán anh em 300 thôi. Cần thắng này mới hãng để đưa về tiệm phụ tùng bán anh em ơi. Mới anh em đâu thích. Cái bô co chưa cắt luôn anh em cô chú. Mấy dưới đẹp cực kỳ. Lỡ tí xíu ở đây gì nè, nám nám nè, hàng hàng nè. Cái đuôi sao hơi yếu yếu nè. Có mọt mọt lỗ nhỏ xíu nè anh em thấy không? Có gia cố nhẹ. Nhưng mà nổ tiếng rất hay. Nhưng mặt tiền đẹp. Bô cổ chưa cắt. Mặt tiền không mớp không cày anh em cô chú. Anh em thử coi tiếng bô mà nghe tiếng máy không khói luôn anh em. Này đầu lòng nồi chưa chạm gì hết nha anh em. Máy này nổ hơi hám ngồi ngon không có khối. Tiếng bô nổ còn ghiên chắc nịch anh em, bán anh em cô chú cái bô này 500. Đấy, có cái kìm tháo cái nồi ra coi thử cái đây. 500.000 cho cây bô cặp phuộc sau này có tôm tôm dầu anh em ơi, có cao su nở rồi nè. Có nở gì là có tôm nè. Không thấy nó xì nhưng mà nó nở là tôm dầu chắc cú, và hai bên đều tôm hết. Bán anh em cái phôi 100.000 đi đồng đi bưng cho anh em cô chú. Rồi ốp nhôm. Ốp nhôm này ở tình trạng mà chưa có công dên gì hết á, sáng sủa sạch sẽ. Ngon lành cành đào, bán anh em 250.000. Bọc gạt te theo xe cả anh em. Xe cũ á. Có dấu tày tày nhẹ đây tí xíu. Bọc gạt te đẹp quá. Còn gấp đẹp luôn, nhưng mà gấp có sơn, có tút nhẹ mặt ngoài, mặt tiền rồi anh em. Mất tiêu tem rồi, có tút rồi. Tút cây ngang. Quay gấp gãn để mưa gió anh em cô chú ơi, mưa tới. Cái mé ngoài này là có phớt nhẹ nè anh em, có xịt keo lên nè. Mà đẹp nha anh em cô chú, nói chung là nhìn tương đối đẹp. Rồi, chặt te với gấp này bán anh em tình hữu nghị là 600. 600. Cái bánh đẹp anh em ơi. Bánh này mua anh em vô Superrime với quay nhỏ đâu. Với Rim Thái rồi anh em hỏi hoài nè anh em, cơ hội nè. Quay cái đây nó. Nó có hơi quanh quanh anh em chỉnh câm rồi. Nhưng mà niềng mới căng không có một dấu nào một mọt hết, bao anh em cô chú điều đó. Cái nào mình nói chắc cú là ngay chân xúc bắp, chắc cú là chắc anh em. Cái nào mọt là nói mọt. Cầm quá đẹp anh em ơi. Cầm đẹp, má đùm ghiên sơn ghiên luôn. Cái đùm này có phớt phớt nè anh em. Anh em nghe kỹ anh em, chỗ nào có phớt mình nói ăn. Chứ để sau này anh em dở mỏng. Cái bộ ba nắp này đẹp anh em, chưa sơn nè mà không biết ra ron riết cái tông nó sao, máy chưa chạm cái ron chân nồng anh em thấy không? Cần số anh em nhìn thấy khá mới. Cần số phôm dáng phôi đẹp anh em. Ốp nhôm này, cao su có lỏng lỏng này. Anh em thấy cái móc này còn sâu vậy là có nghĩa là nó cũng không đến đổi xệ không á. Nhìn tổng thể vô nó hơi xéo, anh em thay cái gác này mới vô. Cái phôi này được anh em. 250 luôn cái bát sắt bát đồ luôn anh em. Cũ lỏng lỏng nha anh em. Rồi tiếp theo lên đây cái yên 2004-2005 gì đây nè anh em cô chú ơi. 2005. Yên này đế ngon, mốt ngon, căng, đẹp, mà da bọc lại. Cái hãng này mới hãng anh em, bán anh em cô chú, bán anh em cô chú 400.000 là vừa cản vừa yên. Yên chắc cú lắm nè, còn cái bát này có sơn lại, bát ghiên sơn lại 100.000. Hùng xăng này 350.000 anh em, nước sơn ghiên, nắp đẹp. Mắt là nhờ cái nắp anh em cô chú. Nắp cực kỳ anh em, trong sáng trưng luôn. Cái bát này làm gì có gam lại, còn nhiêu cái ống luôn nha anh em. Cái báo xăng, nắp xăng, ống xăng luôn, bán anh em 350.000. Đồ này có dọn lại anh em cô chú ơi, nhiều khi không hiểu nổi cái dây này, có khi họ thay mới lô rồi không chừng nha anh em. Nhưng mà xài tốt là được ha.
nước sơn zin, bán chủ yếu là cái mặt sơn này đẹp với cái nắp nha, 350.000. Tổng thể còn có lý của anh em cô chú, xe dạng tầm tiền thấp ha anh em. Chân trống này đã sơn lại, gác máy sơn lại anh em, sơn lại cái này để bán xô anh em ơi, bán xô cho mấy ông anh ở ta tải đồ, ta đặt hàng rồi. Cho nên không báo giá. Hàng không đẹp là không có đưa đi đấu xe một anh em, hàng phải khá khá mới đưa đi. Hàng nào bèo thì để cho anh em ta xài, họ cài ải. Xe này cái máy màu máy khá cứng anh em, xăng con màu cũng đẹp luôn. Thấy không? Thử nồi cho anh em coi nữa chứ. Nồi này có hú gió anh em ơi, hú rồi, hú hơi lớn. Nó không im như VA nè. Cụ đề cái tiếng đó là cụ đề thay mới rồi anh em. Số 2 anh em cô chú. Hú hơi khá anh em, hơi lớn rồi. Nhưng mà nó hú cái kiểu ghim nó cũng dễ chịu lắm. Nó không phải cà hước cà hước cà hước cà hước như mà ba đồ Trung Quốc anh em. Anh em nào theo dõi cái nồi này mình bán rẻ cho, chưa chạm chưa dán, anh em ráp xe đi làm ngon lắm. Chạy nó bốc lắm nè, chạy bốc khỏi chê luôn. Hú nhưng mà hú cái kiểu ghim dễ chịu. Ở đây mà nói hú về có khi anh em chạy anh em nó không hú luôn đó. Tại tôi bán tôi nói cho nó chắc anh em. Có hú chạy có lắng tai nghe hú. Hú nhỏ nhỏ. Rẻ mà, bán anh em chừng tiểu chứ gì nếu mà chưa dán. Tiểu 800 gì đó để tháo ra coi nó độ nhớt trắng không anh em cô chú. Nhưng mà được con cái phong thủy nó tốt là đầu nồi chưa chạm mà có lý anh em. Máy xe này cứng máy lắm. Khá lắm, dọn màu mỡ nó, sơn cam chưa ra nữa thấy không? Thấy gòn sạch lè ha. Bình xăng con chưa xuống nữa đó anh em, chân bình xăng đó. Bình xăng này, ốc này, mà không thấy chạm luôn anh em. Có chạm cũng lần, có nhiều mà không có dấu á. Nổ nhuyễn nhừ rồi anh em cô chú. Để tả số lại coi cái nồi coi. Tiếng nồi còn tả anh em ơi. Rồi gon còn xanh lè, có lý anh em ơi, gon viên đó. Có khói đầu lòng này chất lượng anh em. Rồi, video cũng hơi dài anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem tin, cảm ơn anh em ủng hộ phụ tùng, cảm ơn anh em cô chú đã like ha. Đó là nguồn động lực rất lớn để mình kiếm xe đẹp hàng ngày quay phục vụ anh em cô chú. Rồi, chào anh em, chào cô chú.